Xin chào các khán giả của Duy Anh, mình là Đức. Chuyên mục review các mẫu đồng hồ Heritage luôn là phần làm mình hào hứng nhất, vì đó là những sản phẩm kết tinh truyền thống, lịch sử hay là biểu tượng cho những cột mốc đáng nhớ của mỗi thương hiệu. Và hôm nay mình sẽ trên tay một mẫu đồng hồ Heritage nữa, đó chính là chiếc Tissot Versodet T019-430-11-03100. Như các bạn đã biết, Tissot là thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ rất lâu đời, được khai sinh tại thị trấn Lơ Lốc năm 1853. Phương châm của Tissot là cách tân những giá trị truyền thống, ngược dòng thời gian về thời điểm năm 1953, khi Tissot kỷ niệm 100 năm lịch sử của mình. Họ cũng đã tạo ra một bước đột phá khi đưa tính năng lịch ngày lên đồng hồ cơ, và sản phẩm đó được mang cái tên Versodet. Thành công rực rỡ của dòng sản phẩm này khiến nó liên tục được tái bản, và trên tay mình đây là phiên bản mới nhất. Trước đây Tissot T019 chỉ có phiên bản dây da với nhiều lựa chọn màu sắc như đen, trắng, vàng, và chiếc này hãng bổ sung thêm kiểu dây Milanese vốn đang là xu hướng của ngành đồng hồ. Mình sẽ nói thêm về điểm khác biệt này. Milanese là cách gọi loại dây thép lưới với các mắt dây siêu nhỏ đan lại với nhau. Kiểu dây này xuất phát từ thành phố Milan, Italy, nơi có thời tiết quanh năm nắng gió của Địa Trung Hải. Khí hậu này không tốt cho dây da, và vì thế dây Milanese ra đời với lợi thế về độ bền của dây kim loại, trong khi vẫn giữ được sự mềm mại, ôm tay và nhẹ nhàng của dây da. Trong số review nói về chiếc Mido Commander mới, mình cũng đã từng đề cập đến điều này, các bạn có thể theo dõi thêm nhé. Trở lại với những gì đã làm nên thành công của Versodet, đó là thiết kế ba kim kinh điển, đặc tả sự sang trọng, lịch lãm và vô cùng thích hợp với công việc văn phòng hay những sự kiện quan trọng. Vẫn là bộ kim Dauphin thanh mảnh, vẫn là cọc số Indexis, được làm đơn giản, vắt cạnh để tăng khả năng bắt sáng. Sẽ là không bất ngờ nếu các bạn nhìn thấy những tia sáng lấp lánh tỏa ra khi chúng ta thấy một ai đó đeo chiếc đồng hồ này. Góc 12 giờ là logo Heritage của hãng cùng cái tên Versodet đầy tự hào. Phía đối diện là dòng chữ Automatic và Swissmade, biểu thị cho kiểu máy và xuất xứ Thụy Sĩ của sản phẩm. Và quan trọng nhất, đừng quên vì sao mẫu này được gọi là Versodet, đó chính là tính năng lịch ở góc 3 giờ. Ở đây chúng ta có cả lịch ngày và lịch thứ vô cùng tiện lợi. Ở thời điểm cách đây 70 năm thì đây là những tính năng cao cấp và vô cùng đột phá trên đồng hồ cơ. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn chi tiết này trên dial của chiếc Versodet nhé. Nhìn theo góc nghiêng, chúng ta sẽ thấy thêm một nét đẹp nữa của chiếc đồng hồ này, đó là mặt kính sapphire cong được làm nổi hẳn lên tạo cảm giác ngoài cổ, và cũng là minh chứng cho mức độ hoàn thiện cao cấp mà Tissot áp dụng. Thân vỏ được làm bằng thép không gỉ 316L và hoàn thiện bóng, thiết kế thoải làm mình nhớ đến chiếc Mido On Dial mà mình đã từng giới thiệu. Chuyển sang mặt sau, mình lập tức bị ấn tượng bởi rotor màu vàng, logo Heritage màu đen nổi bật trên nền hoa văn Geneva. Chiếc này sử dụng máy ETA 28362, nổi tiếng về độ chính xác và ổn định đã được kiểm chứng qua nhiều năm. Phần viền xung quanh là các thông số cơ bản, và một lần nữa chúng ta thấy logo của Tissot xuất hiện. Cảm giác lên tay mẫu này là mình cảm thấy hơi lạ, vì trước đây chưa từng trải nghiệm một chiếc wristwatch dây Milanese. Cảm giác là nhẹ hơn, và nhẹ hơn dây kim loại thông thường và rất ôm tay như dây da. Trong mùa hè thì đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời để thích nghi với cái nóng. Size mặt của mẫu này là 40mm, vì vậy là bạn nào có chu vi cổ tay khoảng 15,5cm trở lên là có thể đeo được. Độ dày thì lớn hơn một chút so với mẫu Lơ Lốc, bởi vì là phải bổ sung thêm tính năng lịch thứ và thiết kế kính cong, nhưng mình nghĩ là không có ảnh hưởng nhiều. Đồng thời thì bạn nào thích chuyển sang cái phiên bản Versodet dây da thì cũng sẽ rất là dễ dàng, như mình đang có ở đây. Duy Anh có cung cấp dây da chính hãng của Tissot, và các bạn có thể chọn là dây Milanese hoặc là dây da, sau đó đặt thêm dây để thay đổi, cũng rất là đơn giản tại Duy Anh. Các bạn cảm thấy sao về diện mạo của mẫu mới Versodet này? Hãy dành thời gian chiêm ngưỡng thêm các phiên bản của dòng sản phẩm này và cho ý kiến nhé. Còn bây giờ, Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.